Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Trước mắt các bạn là một con 6S, iPhone 6S các bạn nhé. Mình vừa mới một bạn vừa mới bán cho mình con này với giá 150.000 các bạn ạ. Quá rẻ luôn, lắp được cả SIM nhé, nhưng mà đây mình đang chưa lắp SIM. Bạn này làm rơi đấy, hình thức là bị vỡ này, nhưng mà mới, rất là mới nhá. Nếu mà nhìn qua thì rất là ngon. Cái này chỉ cần thay kính là dùng ok này.